sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Mùa thu về đến, mùa đông rồi qua.
xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng đua, màu huy hoàng dịu sang quê hương vào đầu xuân chưa chan. Mình ra những phát giặc qua trước ông bà bác cố cho ông bà xin tiền để thảo thì có mâm heo quay, mâm anh em trả lời nhé, mâm trái cây, mâm bánh, mâm trà rượu, cái mâm trầu. Xin trình cái lớp vật cho bạn bè đang mang qua lúc mà bà có cố sao để thảo. Hôm nay là chính hôn của cháu Hồng Dung ở miền Tây, có mang đến là mấy sáu mâm lọc, trong đó có một mâm trầu. Để chúng tôi tìm chung cùng với bạn đó làm nhanh gần đây còn trong đời bạn bè dăm tên bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lúc bạn xa chắc không kịp mời, đường chiều trời đầy đo muôn đầu non xưa đêm vườn xuôi nhớ mây trời rồi tình đưa tin rằng mùa xuân đã đến vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang, tình dâng ngút ngàn anh lo gì thời gian. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng đua, màu huy hoàng dịu sang quê hương vào đầu xuân chưa chan chuyện tình đôi mình, màu huy hoàng dịu sang quê hương vào đầu xuân chưa chan. Cô dâu thầy muốn đăng cho em cô dâu được có bông tai, nhiều tiền, nhiều chiếc nhẫn, nhiều đồ tấm lách, rồi hết thảy là một treo vàng 24 mà chiếc đồng hồ này. Trời đã xía rời chi hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa đôi. Tiệc cưới du quy thuyền kết hoa,
chuyện trầu cao. Cho cô dâu á thì ở nhà gái có sắm cái tiền cho cháu Hồng Dung để mời nữ du hôn nhận dâu cho cháu luôn. Thank you.
cũng là cháu thành Thác, thì được sự chứng kiến của bà cô bác Hoa Phật nhà gái cũng như bà cô bác Hoa Phật nhà đây, thì hôm nay nữ chủ hôn xin lỗi chủ hôn của họ nhà gái và nữ chủ hôn của họ nhà trai được quyền kêu anh Thiên và chị Xuân hai cháu thành Thác và Hồng Dung, thì cháu thành Thác được quyền kêu cha mẹ bên Hồng Dung bằng cha mẹ cũng như cha ba mình, và được cả cháu Hồng Dung kêu mẹ của cháu thành Thác cũng như thế. Nhưng mà cái cách giữ được con ấy, nên giữ hạnh phúc lâu dài thì đó là nên giữ là bao nhiêu trăm năm ha. Thành ra cái đó là cách giữ được con, thành ra nên tôn trọng lẫn nhau, tức là có quyền tranh chấp lẫn nhau, ví dụ như cháu khác có được tranh chấp lẫn nhau ngược lại cũng có quyền tranh chấp chồng. Nhưng mà người ta nói là nếu người quá kén để trong sống mình đấy thì thế nào nó cũng phải chưa mà ra như nước mà để lên bàn đổ ra thì khó mà để lại, mà nếu có lấy lại chăn á thì cái nước nó không không còn đầy lắm, mà nếu có đầy 90% á thì trong đó nó tăng bã rất nhiều, thành ra tụi con cố gắng như là thành ra những cái con đừng có đổ cái nào đó đó khăn rồi thôi. Giờ có những lời hết rồi là thăm và xin nhà trai xin tình cứ để tinh hồn hôm nay hết và xin tên bây giờ là cô với cháu cũng theo uống đi nha. Mình là giống để thôi hồi nãy giờ con cắt tôi lắm á để hiện gì không. Cái chương trình đến em thì để mời cháu Quỳnh Vũ đến để hướng dẫn cho hai cháu ra ngoài cái ngoài để các chúng nghe. Giống cho trời có phong ba, giống cho biển hóa lương dâu, đường trần ta bước sắc son một lòng sống trước vì hạnh phúc mãi mãi là tình yêu.
Cho phép tôi được trân trọng giới thiệu bà Đồng Thị Tươi, là mẹ của chú rể, cùng với cậu năm của chú rể sẽ tiến lên sân khấu. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa ạ. À. Lại cho họ nhà trai ạ. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho họ nhà gái. Xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Trắc và bà Nguyễn Thị Tâm, là song thân của cô dâu. Xin mời hai ông bà cùng tiến về phía sân khấu ạ. À. Và là niềm hạnh phúc đối với cô dâu, chú rể cũng như hai bên gia đình khi có được sự hiện diện đông đủ và đầy tình yêu thương của quý vị. Và để đáp lại tấm chân tình này thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những lời phát biểu chân thành từ phía đại diện của hai gia đình. Xin mời ông Phan Văn Trắc sẽ có đôi lời phát biểu gửi đến quý vị. Các hai họ, kính thưa họ nhà trai nhà gái, hôm nay là tôi là đại diện cho gia đình, xin có đôi lời phát biểu. Hôm nay là lễ thành hôn của con chúng tôi, Hồng Dung và Thành Phát. Được thành công là do cũng nhờ sự đóng góp quý báu của quý hai họ, nhà trai nhà gái góp phần công sức dễ lắm. Đây chung vui cùng gia đình chúng tôi. Trong quá trình tổ chức hôn lễ có điều chi sơ sót, mong quý khách thông cảm. Chúc cho họ nhà trai được cô vô quý, chúc họ nhà gái có chú dễ hiền, chúc cho quý khách hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Trân trọng kính chào ạ. Dâng một tràng pháo tay thật to nữa ạ. Kính thưa quý vị, sự hiện diện đông đủ và đầy tình yêu thương của quý vị chính là niềm vinh dự và hạnh phúc vô cùng lớn lao của hai gia đình cũng như là của cô dâu chú rể. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị bạn cùng hãy dành một giây phút thật ấn tượng trên sân khấu này để chúng ta cùng với cô dâu chú rể tiến vào nghi thức khui rượu sam banh. Xin mời cô dâu và chú rể cùng bước về tháp rượu ạ. Tình ta tháng năm dẫn tròn. Và để mất ly rượu giao bôi.
nhé. 1 2 3 vô. Bây giờ và Vũ có một cái ý là muốn cô dâu và chú rể sẽ cùng hôn nhau tại sân khấu này trước sự chứng kiến của quý vị. Quý vị có đồng ý không ạ? Cô cho chú rể ơi, xin làm việc cô cho chú rể xíu nha. Bây giờ thì xin mời chú rể quay một góc 45 độ về phía cô cho mà. Dân tiếp theo thì xin mời chú rể đặt tay trái của mình lên hông của cô rể, hãy đặt lên chào của cô cho. Dân còn cô dâu thì nhà mà xa quá vui, tiệc cưới mừng nên đâu sánh đôi lễ sao. Mãi bên nhau trong con đầy đàn.
em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm.